Tung tăng. Đằng này phải nói là quá đẹp luôn. Nuôi một cặp này vào nhà cứ gọi là sang cả nhà luôn, công nhận không? Nuôi mà có bổ sung cái chibi này, nhìn cái lông của nó này. Đấy, cái đuôi. Đấy. Đấy. Xinh không? Gọi. Ai gọi chết cho nó vẫy đuôi. Vẫy đuôi đi. Ai hóng? Hóng ai? Ê. Ê. À, nào nào. Thấy động đậy. Bọn màu trắng này là nó cứ phải ra cái chỗ mà nó đủ sáng thì nhìn nó mới rõ. Chứ nếu mà lên trên kia là nhìn nó không rõ được. Đấy. Cho ta. Đuôi đây. Quá đẹp luôn. Đẹp như chốt tây luôn. Mà lại sạch. Đây đây. Đây. Đây 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 đây. Ừ. Đúng rồi. Chậm thôi. À. Đi thượng lưng thức thôi. Chậm. Đúng rồi. Đây là có rụi mõm vào. Rụi mõm vào chuồng. Mõm hơi sứt. Đấy. Đây. Rồi. Nhìn đẹp không? Nào xin đi. Vẫy đuôi xin đi. Bờm cổ rất là dài. Kéo từ cổ đến đuôi. À, bây giờ nó mới 8 tháng rưỡi thôi. Vẫn còn đang thì non lắm. Mà lại là con cái nữa. Nè, đây này. Thôi đi vào bên, đi bên này. Đây. Rồi, đi vào đây. Đấy, vẫy đứng đấy, vẫy đuôi tí đi. À, luyện để cho đi thi. Chính là con này có khi nạy lớn lên bây giờ như thế này, nạy là con đẹp nhất, đúng không? Cái lúc trước thì anh sợ nắng như này. Con này gọi tên nó là Trắng nhá. Tên là Trắng nhá. Đây. Uống nước không? Đấy, khi nó chơi tự do ấy thì đuôi nó mới phất. Mình dắt nó đi này theo kiểu cưỡng bức là nó phất thấp lắm. Nó chơi tự do nó mới theo kiểu là theo kiểu thoải mái thì mới phất. Con này là tí đổi vòng cho nó luôn nhá, Toàn nhá. Đổi vòng luôn. Vòng này nó chặt quá.
cho ăn có khác, gọi lại ngay. Đàn này kể ra mà nếu mà con đực mà mình giữ lại thì chắc là bây giờ còn dậy bầm hơn con này. Vì đây nó dù sao nó vẫn là con cái. Nhấc cao cái máy lên để quay cái bầm của nó. Bao nữa này. Này về đây. Thái Bình nhá. Làm mũi nhựa 4 mũi. Nó buốt thì nó không buốt, nhưng bây giờ nó tê. Tê thì nó không đỡ. Nó buốt thì nó đỡ. Quan trọng là nó phải có tiến triển thì mới nhưng tiếp tục làm. Ừ, tung tăng. Ở quê mà nuôi hai con này ok nhỉ anh nhỉ. Mẹ nuôi một cặp này vào nhà cứ gọi là sang cả nhà luôn, công nhận không? Mà không tắm tiếc gì nhá. Ờ, cứ nuôi bình thường thôi nó thế này thôi. Mà nuôi một cặp thì có phải vào nhà nó sang cả cái nhà nữa không nhỉ? Hai con màu trắng mẹ nhìn vào nhà gọi là sang chảnh cả chủ nhà. Quan trọng ấy là cũng cùng là con màu trắng nhưng mà chó Tây ấy nó không giữ sạch như bọn này. Bọn này nó giữ sạch này. Bác Hà. Đây. Lại kia. Zoom. Con này chưa dậy bầm chân, mới có chớm một tí thôi. Nhưng mà cái chắc nó cũng không dậy bầm chân nhiều. Đực thì nó bầm chân nhiều. Nhưng bầm lưng như thế này là quá là đẹp rồi. Mà nó tách biệt ra. Nó tách biệt ra so với người. Lông ở trên lưng thôi. Ê, ăn đâu? Thôi vào trong ăn đi, gọi vào trong ăn đi được rồi, ok. Quay thế thôi. Ừ, nó có chơi tự do là cái đuôi của nó. Nó thả đuôi bông mà. Bầm lưng à. Anh gọi nó vào đây xem nó có vào. Gọi vào xem nó có theo vào. Vào ăn. Chạy vào ngay.